Vụ nữ sinh tố thầy giáo sàm sỡ khi đến nhà lấy đề thi, nhiều lần nhập khống điểm. Liên quan đến vụ nữ sinh tố thầy giáo sàm sỡ khi đến nhà thầy lấy đề thi, ngày 27 tháng 3, ông Nguyễn Phước Điền, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản trả lời phụ huynh. Người tố giác là chị LTB, phụ huynh của LTVA, học sinh lớp 8A một trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Mỹ Phước, đã tố cáo thầy giáo VVL, giáo viên chủ nhiệm dạy môn toán, có hành vi không đúng chuẩn mực với A. Qua làm việc với thầy L, người này thừa nhận có gọi nữ sinh A đến nhà lấy đề thi làm lại vì điểm kiểm tra giữa kỳ 1 của nữ sinh không cao. Khi đến nhà thầy L, A có đi với bạn cùng lớp. Tại nhà, thầy L lấy đề thi cùng đề với đề đã làm trên lớp đưa cho A. Sau đó, nữ sinh và bạn ra về. Hôm sau, khi vào lớp, A đưa bài kiểm tra giữa kỳ đã làm lại cho thầy L. Thầy giáo không thừa nhận có hành động khiếm nhã với A. Thầy L phủ nhận việc mắng chửi, nhục mạ nữ sinh A và bạn cùng lớp. Ngoài ra, nhà trường còn xác nhận thầy L nhập lệch điểm của 35 bài kiểm tra, trong đó có bài của nữ sinh A. Kết quả bài làm là 7,8, nhưng thầy L nhập vào SMAT là 10, không 2,2 điểm. Trong bài kiểm tra cuối kỳ, thầy L tiếp tục nhập lệch điểm bài của A từ 3 điểm tăng lên 5,5 điểm.